Vâng ạ, em xin được gửi lời chào trân trọng nhất tới toàn thể các bác. Vâng, kính thưa các bác thân mến, nếu để khen bộ sản phẩm này thì chắc chắn là hết lời khen ngợi. Rất là cảm ơn các bác và đặc biệt gửi lời cảm ơn chân thành tới anh Lam có địa chỉ tại Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh đã quý mến, tin tưởng và đặt trọn niềm tin tại cửa hàng với một set combo đẳng cấp có tổng trị giá 83 triệu đồng. Anh ứng trước 10 triệu còn thu 73 triệu. Bộ sản phẩm này bao gồm, thứ nhất đó là đôi loa JBL có mã số 4726X. Đây là loa 4 số, bass từ 220 coi 100, tép từ 220 coi 100, thùng gỗ sơn sần nhựa các bác nhá. Đôi loa thực sự đẳng cấp. Giá em đang chào bán 48 triệu có một đôi duy nhất thì gửi cho bác Nam đây rồi. Hôm sau nếu có hàng về em tiếp tục giới thiệu với các bác cùng mọi người. Trong bộ sản phẩm này, chiếc đẩy đó là chiếc đẩy CLBX có mã số DS41250. Giá chiếc đẩy này là 23 triệu đồng các bác nhé. Một chiếc đẩy size 1U màu đen có màn hình, chạy mạch class D, công suất đạt 1250W một kênh, nội trở 8 ohm, âm thanh ra rất hay, sáng và sạch sẽ. Hàng mới mọi người nhé, hàng chính hãng do công ty CLBX sản xuất. Một chiếc vang số CB Acoustic D4. Đây là một chiếc vang số cao cấp, giá 6.500.000. Nếu nói về vang thì trên thị trường CB là đứng đầu, nó được mệnh danh là ông hoàng karaoke. Em đang có 3 model 6.500.000, 12.500.000 và trên 20 triệu các bác nhé, những chiếc vang. Và cuối cùng đó là một bộ mic không dây BBS S329 các bác nhé. Đây là một bộ mic 6 số có chế độ tự ngắt. Giá hiện tại em đang chào bán đó là 5.500.000 đồng các bác nhé. Ok, đấy là tổng bộ của anh Nam. Em xin được cảm ơn anh Nam có địa chỉ tại 8B, Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Và thưa các bác thân mến, để em xét cho chiếc vang số này, các bác yên tâm sử dụng, nhận hàng là thoải mái. Ca hát em khẳng định là rất là hay, đạt điểm 6.5 đến điểm 7. Thì chiếc vang này, riêng anh Nam thì em có một chút chia sẻ và dặn ở trên video, nếu anh xem video này. Bác Nam hiện tại đang kinh doanh cà phê sân vườn. Bác kinh doanh tại Đào Sự Tích, ấp 3, Phước Kiển, Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Nếu như mọi người có địa chỉ lân cận hoặc ở gần thì qua giao lưu cũng như thưởng thức những ly cà phê ngon nhất mà anh Lam pha chế mọi người nhé. Và để ca những ca khúc mà mình yêu thích. Và khi có thời gian vào trong thành phố Hồ Chí Minh và Sài Gòn ấy, thì nhất định em sẽ ghé qua địa chỉ của anh Nam, 8B Đào Sự Tích, ấp 3, Phước Kiển, Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Và để hát với set combo này. Các bác thân mến nhé, em xin được chia sẻ lại là anh Lam đang kinh doanh cà phê sân vườn. Thì các bác có điều kiện về thời gian hoặc là có cái vị trí ở gần thì sẽ qua giao lưu. Chờ em một chút, xin lỗi các bác nhé, em bảo các cháu thì để anh chở cháu cho, để anh chở cho. Vâng ạ, em ra bỏ để em chở cháu đi học. Vâng, thưa các bác thân mến, với bộ sản phẩm này, loa đẳng cấp, loa đẹp các bác nhé, loa đẹp xuất sắc, bao zin nguyên bản, đẹp trên 90% các bác nhé. Và giờ em sẽ thử phần mic để các bác cùng kiểm chứng nhé. Em lưu cho anh Lam với 6 chế độ. Chế độ số 1 là hát lịnh tiếng, chế độ 2 là chuyên nghiệp, chế độ 3 là chuyên nghiệp và khó hơn một chút, chế độ số 4 là MC, chế độ số 5 là nhạc vàng, chế độ số 6 là nghe nhạc mạnh một chút. Em sẽ thử chế độ đầu tiên là lịnh tiếng. Hay sáu bình. Tiếng reverb và tiếng echo của nó là nhất trong tất cả các dòng vang. Và CP Acoustic em xin được bảo hành cho các bác của mọi người là hàng chính hãng, thương hiệu thật, công nghệ thật và dây chuyền thật, không phải là hàng đặt tên mọi người nhé. Em chuyển cho nó số 2, đúng không ạ? Là hát chuyên nghiệp, khó hơn một chút. Hay sáu. Tuyệt vời không ạ? Chế độ số 3 khó hơn nữa để cho các bác hát tốt, dung tốt. Có nghe chế độ ca sĩ các bác nhé. 2, 6, 7. 2, 6. I, O. 2, 6. Và chế độ số 4 là chế độ MC, phát biểu. Dạ vâng. Em xin được chân thành gửi lời cảm ơn tới tất cả các bác
và đặc biệt anh Nam trong video này. Tuyệt vời chưa ạ? Chế độ số 5 nhạc vàng thì chắc phải mở tiếng lên đúng không ạ? Các bác cảm nhận mới rõ. Các bác nhá. Em sẽ mở music. Đây ạ. Đây số 5. Là chế độ nghe nhạc vàng. Các bác có thể đeo tai phone để cảm nhận. Chế độ số 6 là loan top. Đó, tiếng bass mạnh hơn luôn. Ok chưa ạ? Và chế độ số 6 và chế độ số 5 là hát bình thường lịnh tiếng các bác nhá. 2 6 7. Em khẳng định luôn trên thị trường đúng không ạ? Những cái dòng vang đặt tên không có cửa để so với CB các bác nhá. Đây xin được quay về cận cảnh một chút để loa. Để cho các bác và mọi người yên tâm. 4726X có một đôi duy nhất thì hôm nay lên đường. Hôm nay là buổi trưa thứ tư ngày 14 hay là ngày 14 đấy ạ. Tháng 4 năm 2021. Và em cũng xin được chia sẻ thêm vào video này, đó là em đã giới thiệu ở video trước, đó là để chào mừng đại lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Em xin giảm giá tất cả những cái sản phẩm từ nhỏ nhất giảm từ 100 ngàn tới 1 triệu đồng cho những sản phẩm em chào bán. Vang lưng, lọc mic, quản lý nguồn, loa full, loa súp, loa lời, đẩy, made in công suất các bác nhá. Đấy các bác nhìn loa đúng không? Rất đẹp. Em vẫn còn đôi loa JBL 4735X mọi người nhá. 4735X. Các bác có nhu cầu thì liên hệ cho em. 4732 em vẫn còn, giá chuẩn chỉ, tốt. Loa đảm bảo đẹp zin nguyên bản. Ok, em xin được gửi lời chào để các anh em sẽ đóng bộ sản phẩm này đi. Một bộ sản phẩm em khẳng định là hết lời khen ngợi. Vì âm thanh nó rất là hay và kỹ thuật set rất là chuẩn chỉ. Xin cảm ơn các bác. Hẹn gặp lại các bác cùng mọi người ở một clip tiếp theo. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.